phản ứng của Lê Dũng Vova trước nguy cơ sắp bị cơ quan chức năng xử lý. Như để đề phòng trước việc bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt, xử lý, mới đây Lê Dũng Vova đã đăng tải bức tâm thư lên mạng xã hội, giải bày với công luận và cơ quan chức năng, khẳng định mình không hề chống phá đảng, nhà nước, chỉ mong góp tiếng nói, thúc đẩy xã hội minh bạch. Lê Dũng Vova viết rằng, tôi khẳng định là các live stream của tôi trên Facebook cá nhân hoàn toàn dựa trên các chuẩn mực đạo đức và hiến pháp, pháp luật, phần lớn là các clip về các vấn đề kỹ thuật và quản lý dự án, quản lý xây dựng, giúp anh em đồng nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước nắm rõ quy định và nghiệp vụ quản lý. Tôi thấy những việc mình làm đã có ích cho mọi người và đất nước, cần mọi người cùng làm để xã hội tốt lên. Và Lê Dũng Vova cũng giải bày việc liên tục bị cơ quan chức năng triệu tập khiến gia đình anh gặp khó khăn về kinh tế. Chưa kể mất mặt với hàng xóm, việc chỉ có vậy, nhưng việc các cơ quan chức năng gây khó dễ cho tôi và gia đình liên tục khiến công việc cá nhân vốn đang khó khăn càng khó khăn hơn. Đọc những dòng trên, thấy rõ sự sợ hãi của Lê Dũng Vova trước nguy cơ bị cơ quan chức năng xử lý bất cứ lúc nào. Chính thái độ thiếu thành khẩn, bao biện của Lê Dũng Vova cho thấy anh ta chưa thực sự hối hận về hành động của mình. Kênh YouTube CHTV hoạt động với những sự chỉ đạo của Lê Dũng Vova liên tục phát hàng trăm video lên mạng, bôi nhọ chính quyền, ủng hộ đám chống đối trong nước, giờ muốn tẩy sạch là tẩy sạch sao được. Chúng ta hãy chờ đợi xem thời điểm nào lực lượng chức năng sẽ xử lý đối với Lê Dũng Vova và cái kết nào sẽ dành cho một kẻ vi phạm và luôn lươn lẹo, trốn tránh pháp luật như thế này.